tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Cha ném con gái xuống sông, bi kịch gia đình và nỗi đau quá sức chịu đựng. Vượt quãng đường gần 1.000 km từ thành phố Hồ Chí Minh về quê để gặp mặt cô con gái xấu số lần cuối, chị L, T, T, N, 30 tuổi, mẹ của bé V, suy sụp hoàn toàn trước bi kịch gặp xuống gia đình. Chiều ngày 17 tháng 2, linh cữu của bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông tử vong đã được người thân và hàng xóm an táng tại nghĩa trang cách nhà chỉ vài trăm mét. Cả xóm trai ở bán đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ai cũng đau lòng trước cái chết tức tưởi, bi thương của cháu V. Vượt quãng đường gần 1.000 km từ thành phố Hồ Chí Minh về quê để gặp mặt con gái xấu số lần cuối, chị L, T, T, N, 30 tuổi, mẹ của bé V, hoàn toàn suy sụp trước bi kịch gặp xuống gia đình mình. Trong suốt quãng đường đưa con về nơi an nghỉ, chị cứ ôm chầm lấy bài vị và bước đi như người mất hồn. Có lẽ, nỗi đau này đã vượt quá sức chịu đựng của người mẹ trẻ. Đôi mắt đỏ hoe nhìn di ảnh của đứa cháu nội, bà Nguyễn Thị Vân, 50 tuổi, mẹ ruột của Viên cho biết con trai mình thường hay tụ tập nhậu nhẹt. Quá trình nhậu Viên hay sử dụng thêm chất kích thích. Gia đình dù đã nhiều lần khuyên can, nhưng Viên chỉ bỏ được một thời gian rồi lại sử dụng. Trong khi đó, bà Lê Thị Lưu, bà ngoại của cháu V, nghẹn ngào chia sẻ rằng năm ngoái Viên đánh vợ rồi bỏ về quê, để một mình vợ trong thành phố Hồ Chí Minh. Tết vừa rồi, do dịch Covid-19 nên mẹ cháu V cũng không về được. Mặc dù bản tính thô lỗ, cục cằn và vũ phu nhưng thường ngày Viên vẫn rất yêu thương con gái nhỏ. Viên mới đi biển về và có một thùng sữa, búp bê mới cho con chơi. Tối ngày 16 tháng 2, Viên đến nhà mẹ vợ và hỏi chị N. Vợ của Viên lúc nào về thì bà Lưu trả lời, 2 tuần nữa, vì phải đợi lấy tiền lương. Bực tức, Viên quát, tiền lương gì tiền lương, nó không muốn về, nó về để ly hôn với tôi. Thời điểm này, trong nhà có bà Lưu và bé V. Ông ngoại bé V không ra mặt vì ngán ngẩm con rể thường đến nhà quậy phá. Mỗi lần thấy con rể đến nhà là tôi rất sợ, vì nó cục tính, quậy phá thì ai cũng biết. Viên có hỏi mượn điện thoại của tôi. Khi tôi hỏi mượn để làm gì thì Viên nói gọi cho vợ không nghe nên mượn điện thoại của bà để gọi. Bà Lưu nhớ lại và cho biết thêm. Sau khi cãi nhau với vợ, Viên tắt máy điện thoại rồi bồng cháu V ra khỏi nhà. Lúc đó tôi có can ngăn, đòi lại cháu thì bị Viên đạp vào ghế khiến tôi ngã ra nền. Viên còn hù dọa nếu tôi chạy theo nữa là lấy đá ném vào đầu. Lúc cháu bị cha bồng đi, tôi cứ nghĩ cũng như mọi hôm nó bồng con bé về nhà nội nên không đuổi theo nữa. Ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Bà Lưu nghẹn ngào. Nghi phạm Trần Văn Viên, 30 tuổi, chú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành nghi ngờ vợ là chị N ngoại tình. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Viên tìm đến nhà mẹ vợ là bà Lưu ở cùng thôn Đông Tuần. Tại đây, bực tức sau khi cãi nhau với vợ vì trước đó gọi mãi nhưng chị N không nghe máy, Viên nảy sinh ý định giết con để trả thù vợ. Viên bồng con gái 5 tuổi đến bến phà Tam Hải rồi ném bé xuống sông. Sau khi gây án, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình rồi đến công an xã trình diện. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng ngày 17 tháng 2, thi thể cháu V đã được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 100 mét. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục.